Cháu bé Tường Lam xuất hiện thời gian này, cộng đồng mạng cũng xôn xao bàn luận và ý đồng đạo hỏi bé Tường Lam hiện giờ xuất hiện có mặt ở buổi hạ quân này, nó có ích lợi gì, cái điềm lành gì cho đất nước Việt Nam hay không? Thì theo cái sự nhận xét của chúng tôi thì thời gian gần đây đất nước Việt Nam chúng ta nó có rất là cái nhiều đứa bé, không phải riêng bé Tường Lam không, mà trong nước Việt Nam chúng ta thời gian gần đây là có tới 4-5 đứa lận với cô bác quý vị. Thì đứa bé nào cũng đều có một cái biệt tài riêng rất là đặc biệt. Đây là cũng cái hãnh diện cho đất nước Việt Nam chúng ta với cô bác làm đạo. Thì cái thứ nhất là xuất hiện bé Như Ý. Và bé Như Ý cô bác mình thấy là ra đời có mười mấy tuổi mà lên diễn đàn thuyết pháp rất là thao thao bất tuyệt. Bởi vì mình suy nghĩ đến đây, Đức Thầy nói là cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Đây là một cái ứng điềm rất là hy hữu quý cô bác và đồng đạo. Đây là lời của Thầy. Thầy nói rồi cô bác mình giờ, mà hiện giờ đối với Việt Nam chúng ta thời gian gần đây rất là hy hữu, xuất hiện những đứa bé, không phải riêng bé Tường Lam không, mà rất là nhiều bé, mà bé nào nó cũng có một cái biệt tài riêng quý cô bác, bé nào nó cũng có cái hay đặc biệt. Vì vậy đây là một cái điềm cho, là hãnh diện cho đất nước Việt Nam chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa huynh sang, thì hôm nay cũng nhân duyên gặp huynh thì đệ cũng xin hỏi một đôi điều. Thì một ngày gần đây thì trên cộng đồng mạng rất là xôn xao về em bé Tường Lam 4 tuổi, 5 tuổi gì đó. Thì nó cũng có rất là nhiều chuyện lạ. Thứ nhất là bé còn nhỏ nhưng mà cái sự khôn ngoan thì mỗi đứa đều có giống nhau. Nhưng đặc biệt là Tường Lam này khi sanh ra là bé ăn chay, trong nhân duyên tiền kiếp gì đó không biết, mình không biết. Và hai nữa có nghĩa là bé tự biết, có nghĩa là nó nghĩa là một số người thì cho là bé tự học kinh để thuộc. Nhưng mà thấy rằng là nếu mà nói một đứa bé mà học về kinh tiếng Phạn trong chú Đại Bi, hoặc là trong cái bài chú Đại Bi, hoặc là bài Tây Phương Phổ Độ của Đức Thầy mình, thì bé cũng đều thuộc. Nhưng mà bé đó là tự trong tâm thâm đầu của bé là biết vấn đề kinh như vậy. Thì có nghĩa là với hai nữa có nghĩa là một những ngày gần đây thì rất là xôn xao về chuyện đó. Thì có nghĩa là đệ cũng muốn hỏi huynh, theo ý kiến của huynh như trường hợp là như thế nào? Có nghĩa là nếu mà một đứa bé mà sanh ra trong đất nước Việt Nam của mình trong thời kỳ mặt hạ này, nó có những cái điều lạ. Thứ nhất là nó cũng gần gũi với Phật giáo Hòa Hảo, thì huynh là người tín đồ thì huynh có thể cho biết ý kiến riêng của mình để cho tất cả nơi đây anh em cùng nghe và cộng đồng mạng nghe chung. Nam mô A Di Đà Phật. Ý cháu bé Tường Lam xuất hiện thời gian này, cộng đồng mạng cũng xôn xao bàn luận. Và ý đồng đạo hỏi bé Tường Lam hiện giờ xuất hiện có mặt ở buổi hạ quân này, nó có ích lợi gì, cái điềm lành gì cho đất nước Việt Nam hay không? Thì theo cái sự nhận xét của chúng tôi thì thời gian gần đây đất nước Việt Nam chúng ta nó có rất là cái nhiều đứa bé, không phải riêng bé Tường Lam không, mà trong nước Việt Nam chúng ta thời gian gần đây là có tới 4-5 đứa lận với cô bác quý vị. Thì đứa bé nào cũng đều có một cái biệt tài riêng rất là đặc biệt. Đây là cũng cái hãnh diện cho đất nước Việt Nam chúng ta với cô bác đồng đạo. Thì cái thứ nhất là xuất hiện bé Như Ý. Và bé Như Ý cô bác mình thấy là ra đời có mười mấy tuổi mà lên diễn đàn thuyết pháp rất là thao thao bất tuyệt.
Bởi vì mình suy nghĩ đến đây, Đức Thầy nói là cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam, sau sẽ có Phật tiên tại thế. Đây là một cái ứng điềm rất là hy hữu quý của bác và đồng đạo. Đây là lời của Thầy. Thầy nói rồi của bác mình giờ, mà hiện giờ đối với Việt Nam chúng ta thời gian gần đây rất là hy hữu, xuất hiện những đứa bé, không phải riêng bé Tường Lam không, mà rất là nhiều bé, mà bé nào nó cũng có một cái biệt tài riêng với cô bác, bé nào nó cũng có cái hay đặc biệt. Vì vậy đây là một cái điềm cho là hãnh diện cho đất nước Việt Nam chúng ta. Tại vì là ông ba cho biết là sao nước Nam ít kẻ dụng về, thông minh trí tuệ nhiều bề giỏi hai, không có cánh đi đặng trên mây, phép tài văn võ giỏi hơn nước nào. Hữu quân sư thượng trí anh hào, dạy 18 nước chỗ nào văn thơ, 18 nước tài phép chơ chơ, Phật sai trả quả ngẩn ngơ chư hầu, 18 nước lai giáng hàng đầu, hằng năm cống lễ ứng hầu hớn ban. Hàng năm cống lễ ứng hầu hớn ban. Cho nên là đất nước Việt Nam sau này là thượng thiên giáng thế các bác. Đất nước Việt Nam hiện giờ các bác mình thấy đó là lời của ông ba cho biết, và Đức Thầy ngài cho biết là cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam, sau sẽ có Phật tiên tại thế. Còn ba cho biết là nước sau nước Nam ít kẻ vọng về, thông minh trí tuệ nhiều bề giỏi hai. Thì thời gian này đất nước Việt Nam chúng ta rất là hãnh diện, có nhiều đứa bé ra đời, đứa nào nó cũng có biệt tài hay rất là đặc biệt. Nhưng mà đặc biệt nhất là bé Tường Lam quý cô bác. Thì bé Tường Lam xuất hiện ra đời hết sức là có duyên lành với mọi người. Cô bác mình thấy không? Khi mà bé xuất hiện ra đời thời gian gần đây thôi mà cô bác mình thấy biết bao nhiêu người đã phát tâm hướng thiện. Tại vì là có nhiều người bình luận nói từ ấy giờ tôi nghe mấy ông đạo nói chuyện YouTube rất là nhiều, nhưng mà tôi chưa có phát tâm tu. Mà tôi nghe cái clip của bé Tường Lam, tôi thấy cái hạnh nết của bé Tường Lam mà hôm nay tôi đã giác ngộ tu hành. Đây là cái duyên của bé Tường Lam, không phải một người hai người không quý cô bác đồng đạo. Rất là có nhiều người ham mộ, nhiều người kính mến, biết bao nhiêu người kính mến. Đây là cũng là một cái điều là đất nước Việt Nam chúng ta hãnh diện, là có được rất nhiều bé ra đời có một cái tài biện luận rất là hay các bác. Mà hôm nay Đức Thầy ngài có cho biết là trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên. Đất nước nào có nhân tài đều hữu dụng, mà đối với đạo mà có nhiều người tài giỏi, nhiều người biện luận hay, thì đạo cũng có rất có ích lợi quý cô bác đồng đạo. Vậy là thời gian này đất nước Việt Nam chúng ta đã có nhiều bé ra đời có rất là cái sự tài năng và cái sự hiền, nhất là bé Tường Lam có nhiều cái nét hiền hậu. Giống như bây giờ là có bác mà thấy là cái nhiều người phát tâm ăn chay, là có người là từ xưa nay chưa từng ăn chay, ăn chay 4 ngày mà còn nhiều khi mà còn là ăn không nổi. Mà từ khi có bé Tường Lam xuất hiện khuyên mọi người ăn chay, và quan trọng nhất là phải làm lành, là bố thí 1.000 ký gạo thì đã được tăng phước thọ. Cho nên là cái sự xuất hiện của bé hiện giờ là có rất là lợi ích cho tất cả mọi người trên cộng đồng mạng. Khi mà mọi người tìm hiểu và thấy những cái hạnh nết của bé
rất là có nhiều người nhận thức, giác ngộ, trở lại con đường lành rất là nhiều quý cô bác đồng đạo. Thì là bé kêu là chú độc lạ Bình Dương đó, là chú muốn tăng tuổi thọ thì chú phải bố thí 1.000 ký gạo. Thì là do cái duyên của bé Tường Lam khuyên nhắc mà độc lạ Bình Dương là phát tâm bố thí 1.000 ký gạo. Có quay lên YouTube với cô bác đồng đạo. Thì khi mà độc lạ Bình Dương bố thí 1.000 ký gạo cho những người nghèo, thì cô bác mình thấy đây là một cái đứa bé còn nhỏ tuổi mà có được cái tâm lương thiện như vậy. Cô bác mình thấy thế gian rất là hy hữu, hiếm có. Mình tìm kiếm tất cả thế giới và địa cầu này cũng hiếm hoi có được một đứa bé chỉ có 4-5 tuổi mà rất là có cái tâm lương thiện như vậy. Cô bác mình dòm thấy kiếm một đứa bé thứ hai cũng hơi khó. Vì vậy cho nên là đây là một cái điềm hãnh diện cho đất nước Việt Nam đó quý cô bác đồng đạo. Vì vậy trong khi là độc lạ Bình Dương là bà nghe theo lời của bé Tường Lam bố thí 1.000 ký gạo, thì có quay lên YouTube cộng đồng mạng biết bao nhiêu người thấy. Rồi có người ra thấy vậy, rồi đó thấy cái hạnh nết của bé Tường Lam hiền hậu dễ thương. Rồi thấy độc lạ Bình Dương làm bố thí 1.000 ký gạo, thấy những người nghèo khổ lại nhận gạo. Rồi khi ta thấy trên mạng, ta thấy có hiện thực như vậy, ta thấy nhiều người khổ mà đến nhận gạo vậy, ta có người khác ta cũng cảm động với cô bác đồng đạo. Thì có cái chị này là cảm động thấy cái người nghèo khổ đến xin, rồi độc lạ Bình Dương bố thí 1.000 ký gạo vậy, chị này cũng là bắt chước làm theo quá. Thì hỏi chị thì chị nói là vì thấy bé Tường Lam dễ thương quá, hiền hậu quá, và bé khuyên những lời lành nó có nhiều cái ý nghĩa sâu xa, cho nên là chị phát tâm cũng bố thí thêm 1.000 ký gạo nữa các bác đồng đạo. Vì vậy cho nên những cái điều mà bé còn nhỏ tuổi, mới có 4-5 tuổi mà có được cái tâm lành như thế này, biết bao nhiêu đây là một cái tấm gương tốt cho xã hội, đời và đạo với các bác. Bé chỉ có ra đời chưa có ai khuyên dạy, không có học Phật pháp nào, không học kinh luật nào, mà bé tự hiểu biết có tâm lành là khuyên người phải trở lại cái tâm lương thiện. Thì cô bác mình thấy là khi cái chị đó phát 1.000 ký gạo nữa, là cô bác mình thấy là rất là thi hữu cho bé. Tại vì cái nhân duyên của bé mà độc lạ Bình Dương phải bố thí 1.000 ký gạo. Chứ nếu mà không có nhân nương và nhân duyên của bé khuyên thì chưa chắc gì là anh cái độc lạ Bình Dương này là bố thí 1.000 ký gạo. Và cái chị này cũng phát tâm thấy bé hiền hậu làm theo, là bố thí thêm 1.000 ký gạo nữa. Nếu không nương vào nhân duyên lành của bé thì chị này cũng chưa chắc làm. Vì vậy cho nên cái duyên lành của bé Tường Lam rất là hy hữu, mà không phải riêng anh độc lạ Bình Dương mà với chị này, mà còn tất cả mọi người từ đây về sau, còn mọi người dòm cái gương hạnh tốt này đều làm theo. Ước mong sao là từ đây về sau mọi người dòm theo cái hạnh này mà ráng cố gắng mở tâm vào lòng phước thiện để ích lợi cho mọi người quý cô bác. Tức thầy ngài có phiên: việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền nhân. Lão đây thân khó chẳng sờn, tỏ lời khuyến khích ta đờn ba nha. Ông nào lòng dạ hải hà,
đồng tình bác ái ra mà làm đi, giúp người đôi khó nhu mì, dạy nó tâm trì niệm Phật làm ngay. Bà nào quá bùa hữu tài, tiền nhiều đất rộng cò bay múc đồng, cơn này bố thí cho xong, đợi khi nhắm mắt bên chồng dành chiên. Ông ban các chợ sắm hia, tiệm hàng thành mẫu nhờ dân ruộng giường. Ngày nay thất bát kha thương, tiền nông chẳng có cơm lường cho qua. Mắt nhìn lòng ứa ruột ra, cả kêu bổn đạo ai là thật tu. Muốn cho rắn đằng quá cừu, xả thân làm phước diêm phù vượt qua. Nam mô A Di Đà Phật. Vì vậy cho nên hôm nay Đức Thầy khuyên là mọi người phải ráng cố gắng là cơn này bố thí cho xong. Tại vì là nhìn xem kẻ khó tảo tầng, rộng tâm sang sớt rất lần với nhau. Giống như cô bác mình thấy ông bé Tường Lam còn nhỏ tuổi mà có cái tấm lòng lương thiện rất là hy hữu. Nhờ nương vào cái tấm lòng lương thiện của bé mà Độc Lạ Bình Dương bố thí 1.000 ký gạo. Và kế đó là cái chị Trang rồi đó, là cũng thấy vậy cũng hướng theo cộng tác là bố thí 1.000 ký gạo cho người nghèo của bác. Tại vì hiện giờ cô bác mình thấy từ khi bệnh dịch tới bây giờ là tất cả thế giới qua địa cầu này, cái người thất nghiệp rất nhiều, cái người nghèo đói rất là nhiều, cái người túng thiếu rất là nhiều. Vì vậy cho nên hiện giờ là có bé xuất hiện khuyên người vào lòng phước thiện để mà bố thí những người nghèo. Như vậy là cái tấm lòng này là cái tấm lòng lương thiện, giống như cái tâm của Phật và Bồ Tát với cô bác đồng đạo. Tại vì là cái tâm của Phật với Bồ Tát thì lúc nào cũng là thương cho thương lo cho chúng sanh. Nghĩa là Đức Thầy nói là các chư Phật không khi nào rảnh, tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh. Lúc nào cũng là lòng từ bi thương lo chúng sanh, từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Tâm từ của chư Phật là thường ban vui cho chúng sanh, cái tâm bi của chư Phật là thường cứu khổ cho chúng sanh. Mình đọc lại cái lời của Thầy dạy, cái tâm từ bi, Thầy nói là tâm từ bi sánh thởi ngọc ngà, trong các báo khó bì tánh thiện. Nếu mà ai mà có được cái tâm lương thiện giống như Phật, như Thầy, giống như bé Tường Lam, thì nếu mà có được cái tâm lương thiện vậy thì trong các báo bì không được các bác. Các báo là vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, xích châu, mã não. Trong bảy báo này ở thế gian rất là quan trọng, hết sức là quý. Nhưng mà cái người có được cái tâm lương thiện, thương người và mến vật, thì Đức Thầy nói là trong các báo khó bì được cái tánh thiện như vậy của các bác đồng đạo. Vậy ước mong sao mọi người ai ai cũng đều phát cái lòng bồ đề và phát cái lòng từ bi thương người và mến vật như vậy. Cho nên là Đức Thầy ngài cho biết là tâm từ Phật đối với chúng sanh như mẹ với con, lúc nào cũng lo lắng lắng đến, hết lòng dìu dắt dạy dỗ, không nỡ để chúng sanh xa vào đường tội lỗi mà bị khổ não.
đức bi. Nếu chúng sanh nào dạy dỗ chẳng nghe, làm điều tội đội tội ác, làm điều độc ác để phải tội, Phật chẳng vì thế mà ghét bỏ, lại thương xót không cùng. Đức hỷ thường thường an vui mà làm những việc lành, dầu gặp những hoàn cảnh trái nghịch cũng chẳng vì thế mà sanh lòng buồn bã. Đức xả, ngài chẳng chấp một pháp nào trong cõi thế gian, sẵn lòng lìa xa các nghiệp tiền trần, tha thứ hết thảy những ai tối tâm lòng lỗi, nhìn cõi đời chẳng bao giờ sanh lòng liếng ái. Vậy ta niệm Phật phải biết bốn đại đức của chư Phật, và làm sao cho ta đắc được đó bốn đức ấy. Vậy là Đức Thầy nhắc nhở mọi người là đồng đạo, khi chúng ta niệm Phật thì phải có lòng từ bi, thương người và mến vật. Thì đó là mới đúng ý nghĩa của câu niệm Phật với cô bác đồng đạo. Tại vì niệm Phật là để nhớ Phật và ráng làm theo bốn đại đức của chư Phật, và ngày sau đã chứng quả với ngài. Vì cho nên là có lóng nước mới biết nước trong, đạo sẵn có ở nơi lòng, đạo chẳng ngoài cũng chẳng trong, đạo từ phải có lòng hiền đức. Cô bác thấy không, bé Tường Lam mới có 4-5 tuổi mà bé có cái lòng lương thiện với cô bác, biết khuyên người nên bố thí cho những người nghèo khó cô bác. Vì vậy cho nên hôm nay Đức Thầy khuyên cho biết là nhìn xem kẻ khó tạo tầng, vọng tâm sang sớt dắt lần với nhau, nghèo thời cũng ráng cháo rau chứ đừng gian xảo, ngày sau thanh nhàn. Vì vậy cho nên là kẻ nghèo khó hụt tiền thiếu gạo, đây là lời của Đức Huỳnh Giáo Chủ khuyên đó các bác đồng đạo. Cho nên hôm nay bé Tường Lam 4-5 tuổi mà có được ý thức được cái tâm lành, có hạt giống lành, đây là cũng nhiều tiền kiếp bé cũng đã có tu cô bác đồng đạo. Hôm nay Đức Thầy dạy là kẻ nghèo khó hụt tiền thiếu gạo, mở lòng nhân tiếp trước mới là, làm hiền lành hơn tụng hơ hà, hãy tưởng Phật hay hơn ngó ré, đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn, vẹn 10 ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Cho nên ngoài khi Đức Thầy dạy, ngoài khi chúng ta làm các việc từ thiện thương người mến vật rồi, chúng ta phải còn cái tấm lòng hiếu thảo nữa với cô bác đồng đạo. Cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu. Vậy là muốn có cái tấm lòng hiếu thảo nữa thì cô bác mình vừa ăn chay vừa làm lành giúp ích cho đời mà phải có cái lòng hiếu thảo nữa. Tại vì Đức Thầy có dạy là mẹ cha là kẻ trọng ăn, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già, dường linh đơn quải mới là, có chi cúng nấy. Vậy mà dân ơi, cây có cội, nước có nguồn, có người có tổ có tông, học hai chữ nghĩa sao không phượng thờ, hiếu chung phượng chuyện tích xà xà, người đời phải biết phượng thờ mẹ cha. Nếu mà cái người ở thế gian biết phượng thờ mẹ cha, biết tôn kính ông bà cha mẹ, người này là có lòng hiếu thảo thì người này sống thế gian được hãnh diện ở thế gian, và sau này sẽ về cảnh giới an lành của Đức Phật. Về phần hiếu thảo thì Đức Thầy ngài cho biết là vẹn 10 ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống chớ nên phụ bạc, ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục phận làm con, chẳng phúc nào quên, sớm hôm cố gắng đáp đền tròn câu hiếu thảo mới nên thánh hiền. Muốn làm tròn câu hiếu thảo thì Đức Thầy có dạy lúc ông bà, lúc cha mẹ còn đang sanh tiền, có dạy ta những điều hai lẽ phải, ta ráng chăm chỉ nghe lời chớ nên sao lãng làm phiền lòng cha mẹ. Nếu cha mẹ có làm điều gì lầm lẫn trái nhân đạo, ta phải hết sức tìm cách khuyên lơn và ngăn cản. Chẳng thế ta cần phải lo nuôi dưỡng báo đền. Tại vì nuôi dưỡng báo đền mới vẹn 10 ơn, mà vẹn 10 ơn rồi mới đúng đạo làm con với các bác. Chẳng thế ta cần phải lo nuôi dưỡng báo đền, lo cho cha mẹ khỏi đói rách, khỏi bệnh hoạn ốm đau, gây sự hòa hảo trong đệ huynh, tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn, ráng cầu cho cha mẹ được hưởng điều phước thọ lúc
cha mẹ quá giảng, ráng tu cầu cho linh hồn được siêu thăng nơi miền Phật cảnh, thoát đọa trầm luân. Vì vậy cho nên người mà muốn được là cái ngày sau này mà mình được về cảnh cõi tiên cõi Phật đó, thì cô bác và đồng đạo cùng tôi phải ráng nghe lời dạy của Đức Thầy, là phải ráng cố gắng là ăn lành, nói lành, làm lành, và phải có hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Thì đúng như vậy thì ngày hội Long Hoa này sẽ có mặt tại, thầy nói là cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu. Thì để trở lại đồng đạo hỏi là hiện giờ là đất nước Việt Nam chúng ta có xuất hiện đứa bé là Tường Lam, như vậy là phần nhận xét của chúng tôi đó, thì cô bác mình thấy là bé là có, tuy là còn nhỏ tuổi mới 4-5 tuổi mà có cái tâm hết sức là có cái tấm lòng thiện. Cái đặc biệt là trong khi là bé khuyên cha mẹ ăn chay, mà là cha mẹ của Tường Lam thì khi mà mẹ đã phát tâm ăn chay rồi, nhưng mà ba của Tường Lam thì còn tiếp xúc với người ngoài nhiều quá cho nên chưa có ăn được. Ngày nào là sắp xếp công việc gọn rồi đó là mới có thể ăn chay được. Nhưng mà trong khi là cha mẹ chưa ăn chay được, là trong khi còn sát cắt cổ con gà con vịt đó, thì bé có cái tấm lòng lương thiện. Mà cái tấm lòng này là chưa ai chỉ hết trơn quá, chỗ này là chỗ đặc biệt. Trong khi là cha mẹ cắt cổ gà vịt đó, là bé Tường Lam phiên đó, ba cha mẹ ăn chay không được, trong khi sát giết cũng phải đụng tụng chú giảng sanh cho chúng, tụng chú giảng sanh cho chúng, cho chúng được về cảnh giới của Phật A Di Đà, mà mình tu tụng chú giảng sanh cho họ mà họ không về cảnh giới của Phật Tây Phương Cực Lạc, họ cũng được ở cõi trời hưởng phước. Cái điều này là không có ai dạy bảo mà bé Tường Lam tự đầu óc suy nghĩ ra điều này. Các bác mình thấy cái điều này là hết sức là đặc biệt với cô bác đồng đạo. Bé còn nhỏ tuổi, điều này chưa ai dạy mà bé có được cái tâm lương thiện như vậy. Phiên cha mẹ ăn chay mà cha mẹ chưa ăn chay được, còn các cổ gà vịt đó, thì bé phiên là phải nên tộc đọc chú giảng sanh cho chúng. Mà tộc chú giảng sanh cho chúng là cho chúng được về cảnh giới lành, là mình bớt tội của bác đồng đạo. Đây là bé phiên, cái chỗ này là rất là chính lý. Tại vì là rồi bé mới đọc cái bài chú giảng sanh của thầy đó, đứa bé này cũng có duyên với bên Hòa Hảo với cô bác đồng đạo. Tuy là bé xuất gia, kiếp trước là một người xuất gia tu, chuyển kiếp trở lại, nhưng mà bé cũng có duyên với đạo Hòa Hảo, cho nên bé cũng vẫn biết cái chú giảng sanh của Đức Thầy và đọc những cái bài cúng nguyện của Đức Thầy của bác. Đây là đứa bé này về kiếp trước đã có duyên với, cũng có duyên với đạo Phật giáo Hòa Hảo. Vậy cho nên là bé mới đọc cái bài chú giảng sanh là Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Dạng Ức Nhất Thập Nhất Dạng Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Đây là tại vì bé còn nhỏ tuổi chưa có hiểu. Chứ cái đúc thật là cái chú giảng sanh của Đức Thầy dạy thì Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn vong linh A Di Đà Phật. Còn cái bài mà Phổ Độ Chúng Sanh này là cái bài Đức Thầy dạy cho mỗi người tín đồ hằng ngày, là khi cúng xong ngồi bán già niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, hai niệm bài Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Dạng Ức Nhất Thập Nhất Dạng Cửu Thiên Cửu Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Cái bài Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật này là Đức Thầy dạy cho người tín đồ hàng ngày, là khi cúng ngồi niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, hay là đọc cái bài này cũng được, để phổ độ cho tất cả chúng sanh. Còn cái bài chú giảng sanh là đồng danh đồng hiệu Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn vong linh A Di Đà Phật. Cho nên là trong cái bài này nó rất là cái ý nghĩa rất là thâm sâu quý cô bác đồng đạo, là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập. Tam Thập Lục Dạng là 36 dạng. Cô bác mình nhớ cái bài này là ý nghĩa thâm sâu lắm đó, cô bác đồng đạo. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là hết trơn cái thế giới của Phật A Di Đà, đông chư Phật có lắm cô bác đồng đạo. Thế Giới Tam Thập là 30
Tam thập lục vạn là 36 vạn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới tam thập lục vạn là 36 vạn vị Phật cô bác ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Đây là cái ý nghĩa mình dịch ra đó. Rồi là cửu thiên là 9000, ngũ bá là 500. Vậy là mình đọc cái bài này là 36 vạn vị Phật là 9500 vị Phật ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Cho nên thôi có cái bài trong mây mà Đức Thầy có tiết lộ, Đức Thầy có giới thiệu cõi Tây Phương Cực Lạc đó cô bác đồng đạo. Đức Thầy nói là Tây Phương Cực Lạc Phật Hằng Hà, ta ráng bền lòng Phật chẳng xa, trong cõi trần mê còn trông đợi, thấy Phật trì tâm đến năm gà. Cho nên Đức Thầy giới thiệu ở bên cõi Tây Phương Cực Lạc là chư Phật hằng hà xa số đông đống cô bác không thể nào tả nổi. Vì vậy cho nên là bé mới khuyên cha mẹ khi mà mình ăn chay chưa được mà còn cắt cổ con này con kia mình ăn đó, mình phải đọc bài chú giảng sanh này cho chúng siêu thoát, lặng mà họ không có quán mình cho mình không có bị quả báo. Không có ai dạy mà bé vẫn biết ý nghĩa này, mà cô bác mình thấy là cái tiền căn kiếp trước của bé không phải là việc bình thường quý cô bác đồng thảo. Đây là việc phi thường, lạ thường, khác thường hơn người đời. Người đời khác hơn người phàm ở thế gian. Nhiều khi mình vô học đạo á là nhiều khi có người tu là 5, 7 năm, 10 năm mà nhiều khi chưa có hiểu đạo mấy nữa cô bác. Tại vì Đức Thầy Ngài cho biết là bởi thời này pháp môn bế mạc thánh đạo trăng du người tâm trí tối đen, hạ quân sanh chúng ám ưu Tây Phương sắc lệnh ngao du Nam Kỳ. Vì vậy cho nên có người học đạo 5, 7 năm, 10 năm mà chưa hiểu giáo lý của thầy như thế nào, cũng chưa hiểu về mấy nữa quý cô bác đồng đạo. Cho nên là kẻ ai mê tâm nghe qua không phủng, ráng truy tầm đặng mở tánh linh. Có người học đạo tu theo đạo mấy năm rồi chứ chưa hiểu giáo lý của thầy như thế nào, chưa hiểu giáo lý thế mà của thầy là tới cái lý tột sâu của chân lý của Phật Pháp. Mà bé Tường Lam cô bác thấy chưa có ai dạy hết mà bé cũng hiểu được ý nghĩa thâm sâu về giáo lý của thầy cô bác. Điều này không ai dạy. Cho nên bé phiên cha mẹ ăn chay, nếu không ăn chay được, đây là một cái tấm gương cho tất cả mọi người nên làm theo với cô bác. Tại vì ở thế gian này người ăn chay thì cô bác mình thấy không, quá ít người ăn chay bớt, còn người còn ăn mặn sát nghiệp quá nhiều. Cho nên bé nói những cái mẫu chuyện phiên của cha mẹ điều này, đây là một cái tấm gương sáng với cô bác đồng đạo. Nếu quý cô bác nào chưa có ăn chay được thì mình cũng phải giảm bớt sát sanh trong mấy ngày chay. Và trong khi mình còn sát nghiệp thì mình cũng nên khởi cái lòng từ thương nó. Mình đọc cái bài chú giảng sanh mà bé Tường Lam đã đọc đó là cái bài của thầy đó. Chú giảng sanh của thầy là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới tam thập lục vạn, ức nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi, tiếp dẫn trong linh A Di Đà Phật. Đây chúng tôi nhắc lên cái chỗ này, từ đây về sau những quý cô bác nào chưa dùng chay được cũng nên giảm sát nghiệp. Mà chúng ta còn sát nghiệp thì chúng ta cũng phải khởi cái lòng từ thương nó, không nỡ giết nó. Nhưng mà vì hoàn cảnh mình ăn chay chưa được, cho nên trong khi giết nó mà cô bác đọc được cái bài này lên là cô bác mình đó là có được cái phước. Thứ hai nữa là cái con vật đó nó ít quán hận mình. Nếu mà nó được siêu thoát thì việc đó càng tốt nữa quý cô bác đồng đạo. Vì vậy chúng tôi chứng minh thêm cái mẫu chuyện là cái đĩa cái chuyện mà tu cái mẫu chuyện tu nghịch duyên đó, là có lên một cái đĩa cái chị đó với tu nghịch duyên là chỉ phát tâm ăn chay mà chồng của chị là không cho, rồi chồng của chị là bằng heo với các bác đồng đạo. Mà đặc biệt mà các bác thấy cái nghịch chướng một cái là trong khi là mỗi khi là chị chồng của chị bằng heo là kêu chị phải vô cầm giò heo, cầm kìm tiếp đi là đi đâm heo. Mà cô bác cái người đã phát tâm tu rồi thì đâu tai nghe chúng nó kêu la, ai mà cắt cổ lột da cho đành, dâng lời Phật cấm sát sanh, khỏi mắc quả báo lòng lành được tăng. Vậy cho nên cái chị này đã phát tâm ăn chay, đã hiểu được cái lý nhân quả rồi,
biết được cái luật nhân quả của Phật, của thầy dạy là luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy cho nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí của ngài thông thả, trồng bông kiển giống chi hưởng nấy. Địa ngục cũng tại tâm làm quấy dời, thiên đàng tâm ấy tạo ra cái chữ tâm, mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Mỗi việc ác, mỗi tờ giấy nọ, thân nay chưa thì đợi thân sau, dai bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả luật nào nở ai, thời mặt pháp trả gia dắt chống, kỳ hạ nguyên chết sống lẻ thai, thời xưa trả báo thì chày, đời nay quả báo một giây ngẵn tiền. Luật nhân quả không bao giờ chặt, gieo giống nào thì mọc cây ni, trồng từ bi chỗ trái từ bi, gieo bạo ác lên cây bạo ác. Việc lành dữ của mình tạo tác, sau này mình hưởng hết không sai, cõi ta bà bắt lượng gái trai, tin như thế không ai tạo phạm tội. Nếu mà mình còn gieo cái nhân tội ác thì sau này chúng ta phải bị nhân quả. Cho nên cái chị này đã phát tâm ăn chay là chị đã hiểu được cái nhân quả này rồi, quý cô bác đồng đạo. Cho nên chị đâu có muốn giết hại chúng sanh nữa. Nhưng mà người chồng đây là cái hơi chướng duyên quá nặng. Tại vì cái chướng duyên nhiều đời nhiều kiếp, chị tạo cái chướng duyên với cái anh này, người chồng quá nhiều. Cho nên trong khi chị phát tâm ăn chay là ảnh cản đảng, ảnh khó khăn, nói này nói kia, nói nặng nói nhẹ, đủ việc hết trơn quý cô bác. Thầy nói thấy ta lại nói cay, nói đắng, đắng với cay ta cũng chẳng màng. Thấy chúng sanh ghét ngõ ganh hiền, theo chế nhạo những người tu tỉnh. Cho nên là chẳng những không tu mà vợ mình tu mà còn chế nhạo, còn nói này nói kia, nói cay, nói đắng đủ việc. Rồi đến khi ảnh bằng heo mà bắt chỉ phải cầm giò heo, cầm hai cái chân con heo gì, mà chỉ có lòng lương thiện, chị mới nhớ lại những cái bài chú giảng sanh đó, chị mới đọc. Thì mỗi khi là chỉ cái cầm, nhưng mà hai cái lòng nước mắt của chị rưng rưng rơi nước mắt. Tại vì tai nghe chúng nó kêu la, ai mà cắt cổ lột da cho đành. Nhưng mà tại vì chồng mình chưa giác ngộ, chồng mình là ý cái quyền để bắt buộc mình như thế này. Nhưng mà ngoài ý muốn với cô bác, ngoài ý muốn của chị, đây là một cái đĩa nghịch duyên. Nói đây cô bác mình giờ trên mạng YouTube bây giờ, hiện giờ cái đĩa nó cũng lâu, có 10 năm nay, mười mấy năm nay đó. Thì trong khi chỉ hai tay kìm giò heo, nhưng mà chỉ giờ nào cũng khởi tâm từ đọc cái chú giảng sanh cho các chúng cô bác, là nhờ đức, nhờ cái lòng từ bi của Phật A Di Đà để mà tiếp dẫn các linh hồn của con heo này về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên con heo nào chỉ cũng đều đọc chú giảng sanh cho nó hết. Như vậy mà nhờ chỉ có cái tâm lành này, Đức Phật không có bỏ quý cô bác đồng đạo. Tại vì Tây Phương tuy ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đáo lai. Trong tâm khởi một niệm sanh, mười phương chư Phật nghe dền như gian. Vì vậy cho nên là cái lòng của chỉ khởi lên là chư Phật và Đức Phật A Di Đà đã hiểu biết hết với cô bác đồng đạo. Vì cho nên trong tâm mình khởi điều thiện, điều quấy, điều lành, điều giữ gì là Phật ở Tây Phương biết hết cô bác. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư, dụng tâm ý chứ không dụng vật. Muốn bổn đạo tánh trình tình chân chắc, rèn lòng hiền thương xót lẫn nhau. Cho nên ở Phật ở Tây Phương, ở ngồi ở Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà giờ ngồi xa vẫn biết rõ lòng chúng sanh các bác. Cho nên chỉ khởi cái tâm này, tuy là chỉ hai cái tay là cầm con heo để cho chồng của chị đâm, nhưng mà do cái tâm chồng của chị thì khởi lên ác, muốn giết con heo để mằng bán ra để kiếm tiền. Nhưng mà cái tâm của chị này khởi ngược trở lại là, tuy là hai tay cầm giò con heo, nhưng mà tâm của chị khởi lên là vì thương xót, hết sức là thương xót, hết sức là thương xót. Vì hoàn cảnh ngoài ý muốn, rồi chị mới khởi lên cái tâm nhờ thần lực của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn những cái con heo này về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì đúng theo ý nguyện quý cô bác, đúng theo ý nguyện. Đến khi một chị tu một thời gian sau là Đức Phật A Di Đà báo cho chị biết là chị đến ngày chị giảng sanh. Thì cô bác mà thấy tới ngày chị giảng sanh rồi đó, nói chồng cũng không tin nữa. Rồi tới khi chị chấp tay niệm Phật để mà giảng sanh đó quý cô bác đồng đạo, thì cô bác mà thấy là những cái con heo mà chị đã hàng ngày đọc cái chú giảng sanh đó, là họ được giảng sanh về cái phương lạc. Họ nhớ cái ơn, họ trở lại cùng với Phật A Di Đà để mừng, để mà rước cái linh hồn của chị về Tây Phương Cực Lạc.
Cho nên các con heo nó nhớ ơn, nó đã giảng sanh về cảnh giới cực lạc, nó trở lại để nó cùng với Đức Phật A Di Đà để rước linh hồn của chị này về Tây Phương cực lạc để đền cái ơn nghĩa mà chỉ đọc cái bài chú giảng sanh, nhờ chỉ khởi lên cái tấm lòng từ bi mà đọc cái bài chú giảng sanh mà chúng được giảng sanh về cái phương cực lạc, mà kì chúng đền nhớ ơn lúc lâm chung là lúc cái giờ chỉ giảng sanh, chúng đến đầy đủ tất cả những cái con vật mà được chị đã tụng chú giảng sanh mà họ được về Tây Phương cực lạc, họ nhớ ơn, họ trở lại cơ quán. Thì khi mà họ chỉ giảng sanh rồi hào quang sáng rực, thấy Đức Phật A Di Đà rước linh hồn chỉ về cực lạc, có hào quang sáng rực rồi, lúc đó người chồng mới hối hận ăn năn, lúc đó người chồng mới phát tâm tu với cơ quán làm đạo. Vì vậy cho nên hôm nay trở lại là Đức Thầy Ngài cho biết là cõi Trung Ương nằm đất nước Việt Nam, sau sẽ có Phật tiên tại thế. Từ đây về sau, hiện giờ các bác thấy đất nước Việt Nam chúng ta hiện giờ nó có những cái điểm đặc biệt là tất cả các đứa bé hết sức là có tài, họ xuất hiện đây là một cái điểm ích lợi cho đất nước Việt Nam chúng ta. Mà là từ đây về sau đất nước Việt Nam là có rất là nhiều người tài giỏi, những người lành, những Phật tiên sẽ xuống thế lần này. Từ đây sau là tại vì là cõi Trung Ương nhằm đất nước Việt Nam, sau sẽ có Phật tiên tại thế. Đây đến ngày Đại hội Long Hoa khai mở là Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế, cái này đông lắm với cô bác. Thầy nói là cởi từ rài vàng lộn với sa với thao, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế. Từ đây về sau đúng theo lời của Đức Quỳnh Giáo Chủ, đúng theo lời của Đức Thầy, thì từ đây về sau ở trên xuống đông lắm với cô bác đồng đạo. Phật tiên thánh ở trên thì xuống đông lắm, xuống đông lắm. Kể từ rài vàng lộn với thao, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế. Từ đây về sau đến ngày Đại hội Long Hoa kỳ này là Phật tiên thánh xuống thế để giữ, để lập Đại hội Long Hoa lần này, đông lắm với cô bác, đông lắm. Từ đây về sau bảo đảm với cô bác mình ráng quán lo tu đi, rồi cô bác mình sẽ thấy những cái điềm lành. Từ đây sau đến Việt Nam chúng ta sẽ có những cái điềm lành còn nhiều hơn nữa, chứ không phải như bé Tường Lam hiện giờ đâu. Cởi từ rài vàng lộn với sao, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế, cứu bá tánh không cần lễ mễ, để dắt diều đạo lý rành đường. Rồi nước Nam Việt nhằm cõi Trung Ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế, phiên sư giải bớt dùng của thế, gắn công tu đặng có xem đời, tu thật tâm thì được thảnh thơi, tu giả dối thì lao thì lý. Ai mà muốn có đến cái ngày Đại hội Long Hoa mà chúng ta được có mặt, thì kỳ này là cô bác cùng tôi phải ráng nghe lời dạy của thầy. Khi chúng ta phát tâm tu rồi thì kỳ này là phải tu thật tâm, muốn vào Đại hội Long Hoa phải tu thật tâm. Tu thật tâm thì được thảnh thơi, còn tu giả dối thì lao thì lý. Khùng phiên hết kẻ ngu người trí, ráng tĩnh tâm suy nghĩ đạo màu, chuyện quyền cơ bí hiểm cao sâu, hãy nghiệm xét hai đường tà chánh. Các chư Phật không khi nào rảnh, tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh. Cho nên là các chư Phật hiện giờ các ngài đã về tu, đã các ngài đã là về cảnh giới Niết Bàn an nghỉ rồi. Nhưng mà Đức Thầy Ngài cho biết là sao nở ngồi nên ngôi vị hưởng quả Bồ Đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần để chịu cảnh xê khen. Vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai họa, Phật Dương Đà chỉ rõ mái diệu quyền, chuyển lập hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi. Người đủ các thiện căn giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Cho nên các ngài đã về cảnh giới an lành rồi, nhưng mà không yên, vẫn còn thương chúng sanh, còn lo chúng sanh. Tại vì là Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời. Quý vị ai mà có con có cháu, tình thương của mình đối với con cháu như thế nào thì tình từ bi của Phật của Thầy đối chúng sanh giống như vậy với các bác. Thương quá sức nên ta bệnh rịnh, quyết độ đời cho đến chung thân,
Nếu thế gian còn chốn mê tăng thì ta chẳng an vui cực lạc. Dạy bổn đạo lấy lời đích xác mà chẳng tu là bởi không ưa. Cho nên hiện giờ nếu mà mình cứ mãi say sưa theo cuộc vũ chơi, chạy theo cái chốn mê tăng này hoài thì thầy không có an vui ở cực lạc. Đó là lòng của Phật của thầy, là giờ nào cũng thương chúng sanh, lo chúng sanh và muốn cứu chúng sanh ra khỏi cái dòng sông mê bể khổ này. Quý cô bác đồng đạo, thấy biển khổ đau an, nghe lòng đằng nghe sông thuyền ra cứu vớt sanh linh. Miễn cho ba tánh dạng mình hết cơn bệnh tật, hết tinh đạo tà, cuối nhà nước ma ha mát mẹ, xin Phật ban cho kẻ khác lòng. Chim khôn thì uống nghe nước trong, người khôn mau sớm rửa lòng bận nghe nhớ. Vì vậy lòng từ bi của chư Phật và tổ thầy lúc nào cũng muốn lo chúng sanh, cứu chúng sanh thoát cái dòng mê khổ này thì Phật mới về cảnh giới an lành của Đức, mới về cảnh giới Đức Bàn an hưởng được. Nếu chừng nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian, bể trầm luân khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Đó là lòng từ bi của chư Phật và tổ thầy lúc nào cũng đầy lòng chan chứa cô bác. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sanh. Vì vậy để trở lại cõi trung ương nằm nhầm đất nước Việt Nam, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Như vậy là cõi trung ương, là cái cõi trung ương là khi xưa ở bên Ấn Độ các bác. Cái trung ương là trung tâm, cái trung tâm và của Đức Phật khi xưa, cái nơi mà Đức Phật dạy đạo, cái nơi mà Đức Phật khai đạo là cõi trung ương các bác. Đức Phật khi xưa ở trung tâm Ấn Độ khai đạo, lập Linh Sơn Hội, độ vô số chúng sanh đắc đạo. Hôm nay thầy nói cõi trung ương luân chuyển phương Nam, là kỳ này là ngày nay thế cuộc xây dần về Nam. Hôm nay cõi trung ương này là Đức Thầy nói là tại đất nước Việt Nam. Mà tại đất nước Việt Nam là ở nơi nào các bác? Thầy nói là trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bãi núi mà sao báo quý, rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có các đài, chờ đợi con hiền nói tục cổ, đến thời thượng cổ điểu hòa mai. Là cõi trung ương sau này về đất nước Việt Nam là dùng trung tâm cõi trung ương, thì là sau này tại dùng khắc sơn màu nhiệm. Quý cô bác đồng đạo, khí thiên liêng sông núi nhiệm màu, ung đúc giống anh hùng giang bốn biển. Vì vậy là cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam, sao sẽ có Phật tiên thại thế. Cho nên cái người tu, cho nên Đức Thầy mới khuyên tất cả cô bác, mọi người ráng cố gắng kỳ này, phải ráng cố gắng lo tu quý cô bác đồng đạo. Ngỏ lời khuyên nhân loại khắp gần xa, ráng tu tỉnh hưởng đời chúng cực lạc. Trên cửa Phật mùi hương thơm bát ngát, dưới quân thần phụ tử khải hoàng ca. Ấy là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hận quán. Trên kẻ trí lấy công bình phán đoán, dưới dạng dân trăm họ được im liềm. Trẻ với già dình hai chữ từ khiêm, không còn thấy loạn lưng nền can kỷ. Hiền lành chừng đó xâm dày quân thần cộng lạc, mấy ngày vui chơi đến đó ta mới mừng cười. Nhìn xem ngọc đế giữa trời đỉnh phân, thiên hoàng mở cửa các lăng, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn. Mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian. Ấy là đến lúc xê sang tam hoàng trở lại là đời thượng nguyên. Cho nên cái ngày hội Long Hoa
cái cõi trung ương lập hội Long Hoa tại miền Thất Sơn màu nhiệm, sau này là tại đất nước Việt Nam, là trong vùng Thất Sơn, trong vùng bãi núi đó các bác đồng đạo. Thì cái vùng bãi núi sau này đến ngày lập hội Long Hoa là hiền lành, chừng đó chung dày là nếu mà quý cô bác nào, quý vị nào mà có tu thì tới cái ngày hội Long Hoa ở sau này thì dầu cho quý cô bác ở đâu sau này cũng sẽ trở về hết, trở về miền Thất Sơn các bác. Tại vì thầy nói là giết một ngọn lưỡi này một tấc, đem đạo lành ban rải nơi nơi, mãn chờ trong bá tánh thảnh thơi, khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Vì vậy để kết thúc chương trình chia sẻ đạo đức hôm nay thì cũng có đôi lời cầu chúc cho quý cô bác và chư đồng đạo xa gần ráng cố gắng kỳ này. Hiện giờ đất nước Việt Nam chúng ta có những một nhiều đứa bé xuất hiện, nhất là bé Tường Lam, không có ai dạy những cái điều đạo đức mà bé có cái sự thâm hiểu về cái phần đạo lý, cũng có phần hiểu biết, có phần nhận thức rất là hay. Thì cô bác mình cùng chúng tôi phải xem những cái gương này và những cái lời khuyên của Đức Quỳnh Giáo Chủ, Đức Thầy, là ráng gắn kỳ này, cô bác chúng tôi ráng gắn lo tu để một ngày kia đến ngày hội Long Hoa, cô bác cùng chúng tôi đều ngày có mặt, mà Đức Thầy ngài có phiên là chở chơn cho kịp Long Hoa. Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân đến đây cũng phiên dích lời: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.